Ôi, lại là mình đi mọi người ơi, tiếp tục lại là lão già sư phụ đây. Thì hôm nay trận này nha, mình quyết định là mình trả lại được mất điện thoại của mình nha. Đó. Sư phụ phải đi đầu nha các bạn. Đó. Là liệu quấn lính mà luôn. Chúng nó giục mình. Giục mình nó mẹ, nó giục. Để thả gì dữ mày. Bạn bè chơi nhau có gì từ từ nói, học trò mắc dạy chứ gì nó giục mình à. Hay quá hay. Mình chưa quýnh chúng nó chưa có sợ nghe mọi người, tại vì không phải là mình không thấy học trò của mình thương mất cái chiêu mật của nó quấn dính lại lớp 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 bị bớt nữa. Kệ nó đi, cũng làm nó làm, mình đi qua đây mình tiếp học trò Natalie của mình với anh SB à. Ủa sao mình nói không có SB ta, xử thằng này ai tiếp tục thằng D thì nó qua đây giờ nó bắn mình nha, giờ mình qua mình con nó bắn mới bắn mình nữa. Cái đầu chạy dưới biết chạy ai không chịu đi khám phá, mày nhờ mày hút chích mà tao đi đánh giá một mạng nha các bạn. Cái thằng phép bên nó đi rừng thì nó đi lén nó ăn cái gì nó bắn tôi cho lên đĩa thôi nha mọi người. Tôi ghét nào mà dĩa súng bắn bằng bằng nào để cui từ từ anh em mình ngồi xử nhau sao rồi bắn mà nữa, đứng yên rồi nó bắn rồi. Phải bắn nha, đam mê súng ống để tôi đam mê súng ống mọi người. Để tao đi về mất cả, để tao đi về được mất tao thôi lụm mấy lính này coi. Đôi khi mình chơi nhầm chặn, mình đánh không có tâm lý, mình đánh thì mình đánh hơi dở các bạn, thật sự luôn. Bọng bọng nó mày để nó bắn ra hoài mày. Ủa cái thằng Mugat biết nó làm gì nữa luôn. Hứa này lên sách chi hồn là lên sách gì, từ từ mới lên được, chưa chưa tới chưa lên. Ủa, khoan nó giỡn thôi, còn nó mua gấp bị nó xử mệt quá, làm có xanh 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 lên cái là có đồ đạc đồ mình mới chơi được với tụi nó chứ, cái khơi đi chơi chơi gì tụi tự mới chơi được chứ, giết mình đập chủ đó đúng không?
chú nó chết 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 tao. Ồ ồ đâu 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 dữ vậy, ồ cúp gần luôn rồi. Dễ gì vậy anh trai, dữ gì dữ gì, chủ anh trai đập nát chứ không lo không đâu, đè chó nè. Trời ơi trời, tôi tưởng nó bồ tôi giết được nó, tôi ly lên mà có ngờ đâu, nó đi, nó đi bị ta giết người, sợ chạy gì. Ồ trưởng nó má ơi, sao mua bếp cái nó lỗi rồi. Quýnh là chú tâm nhưng mà quýnh cho tao cái mua gác, tao nói thiệt chứ. Để thử tử biến cho thử tử đó. Ủa tao biến vậy mất tiêu ôi, vậy giờ cũng đồ là FB chân thật chứ. Ủa dữ vậy, ồ dữ vậy anh trai, dữ gì ngu hả mày, lú cái đầu chị tao quýnh rồi, quýnh rồi. AD xanh nha, AD nó xanh nha các bạn, thằng nó xanh mà, mọi người chỉ thọc thôi thôi, biết là sẽ chết nó, lụm nó đúng rồi, lụm hả lụm nó. Làm cái gì tôi mới chịu. Là ta sao thế? Thì hỏi nó, thì hỏi tao. Về với ông nội. Đủ máu rồi đó. Mình coi coi mình thua nó mấy trăm vàng làm sao, có cái trình độ của tao thì hiểu nè, hiểu thì làm gì đây cũng dữ vậy. Vô lên sách đó anh đi, ra nhanh không đâu tặng, không đùa không có dữ lắm mà dễ gì gì trời, gì trời đâu vô đó vậy. Đâu vô đó không biết dễ gì các bạn, dễ gì. Nếu tôi đánh lui kẻ địch thì tôi làm được, nhưng mà muốn tôi hốt sát kẻ địch thì khó, tại vì nó hơi bị đông. Nghe đi đâm chủ lén, tao về thì hồi máu đâm chủ lén, xuống cho mày đâm chủ lén. Nó cũng phải dạng vừa. Chơi mình luôn á, chơi mình luôn rồi xong luôn, hai thầy trò tao diệt mẹ, tiêu diệt mẹ. Tôi phải sanh lên rồi mới cho nó biết được đâu là nhà, nó lên trên đó nó làm gì trên đó tôi không biết. Nhưng mà tôi đi đây tôi sẽ xử lý mấy lính này. Tôi đẩy cái trụ luôn, tôi chơi cái đường là núp các bạn, núp mọi mana đi cho mana dễ đánh, má kiếm được mày nghe chạy không
cũng cũng tôi á, cũng khó lắm, khỏe lắm. Để họ chiêu cái xử. Xuống chưa? Hay quá. Hay quá, hay quá. Đi chơi tao. Đi chơi tao. Đi chơi tao. Đi chơi tao. Hỗ trợ cho bọn hết đát luôn cái người giỡn luôn. Trốn nó đây. Cho mày chết luôn đồ yêu rồi xong về cái bạn ơi. Về cái nghe. Đừng ai chỉ tôi đây à. Về cái mình chạy lên. Hồi máu mình chạy lên. Trận này cũng hơi ổn áp đó. Chứ mày đơn giản đâu. Quýnh trận nào im im rồi á. Bò ok rồi mới mới là nhanh thắng. Còn đôi khi mới chặn bắn được bắn hoài. Lúc đó tao đứng yên trường quýnh cũng được bắn hoài. Cái tao luôn chịu. Tao luôn chịu. Kêu đứng nhỏ kia nó chạy nhanh dữ mà. Chạy chút xíu. Ngu. Ngu. Chạy vô cái dòng của tao. Chi. Vô cái dòng của tao chi. Ôi nó bắn luôn rồi. Ôi nó xáy rồi. Bạch 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 bạch. Tôi phải lấy lại những gì tôi đã mất nè. Ôi. Ê ê ê ê ê. Nó xáy nha. Nó xáy cái hết cái máu luôn. Ôi về cái ba ơi. Thì ớn quá, họ đi bộ về luôn, nhưng không dám dừng lại giây phút nào. Đi bộ về là an toàn lắm nha các bạn. Các bạn mà dừng lại biến biến, khi nó biết mình cho nó bắn mình chưa. Mẹ mày bắn tao. Phản ra mình. Mày sắp sửa chết cho tao đó. Mình thấy nó chạy vô đây. Trời chết luôn. Khóc với sầu. Bò mình giết không chưa được lụm được. Ăn ai trốn đây bắn sấy. Sấy hay lắm. Má dục học rồi. Ngon nó chết rồi đó. Dục học quá trời, dục học. Rồi mạng lắc luôn. Mạng lắc luôn trời. Mạng lắc à. Cười gì không biết. Biết bị sida sidis gì không. Cho tao đi. Tao năn nỉ mày luôn. Bò mình nó ham ăn quá. Sợ sự luôn. Ghét nhiều cái không biết bỏ đi đâu lúp lụp như vậy. Chắc nó có bắn rồi mà nó bắn chuẩn bị nó bắn rồi đó à, mày vô lùm lúp đi đặt vòng đó ngay bãi nha ngay bãi nha không đặt vòng ngay bãi liền không đơn giản liền đặt vòng mà. Đó, gì á, ghê, nó dục skin vô, gì, ngồi. Nó còn bắn được, ngồi. Nó còn nó nhiều rồi, 3 năm. Ok, ta đi. Ta. Ta thì ta. Mạng lắc hay không nậu luôn, mẹ. Có mưa gió gì đâu, mạng yếu. Mẹ nội che thì tỉnh, yếu buồn.
lậu kia ổng đi, ổng đi kiếm người ta mà người ta kiếm ổng người ta bắn không chết, lậu kêu đi về ăn tạ đi không chịu đi đó cho nó bắn chết. Ôi về ông nội về cái lên, về cái lên mà nó bắn đâu được ai đâu, về là lên win luôn nha, trận này chắc 20 phút luôn á. Tay mình lỡ tay hay quá. Ơi mệt mà ê quên heo kìa. Heo nọng. Xong bị kia giết bị bò mình lụm nó nhìn lum biết rồi. Đơn giản gì đâu, bò mình giờ. Ứng ăn mạnh mình nữa. Rồi xong AD này xong rồi. Mấy vô skin vô. Bơm hàng cho sinh mạng rồi, cho sinh mạng luôn, nên tụi mày dành ăn không win luôn anh chị em, win là phải win rồi đó, mình lên win luôn mà giờ mình đâu có ngán nào đâu, mình lên đủ đồ chưa? Tôi lên gần đủ đồ rồi thôi, đủ đồ là hơi mệt nha. Ủa đứng đây làm gì mày nội, đứng đây làm gì, làm gì được đâu, không làm gì được đâu em. Em làm gì anh buồn đâu ba. Ôi ra đây, đây anh tiếp, đây anh tiếp nè, đây anh tiếp chạy vĩnh chạy, chạy không lết lết chạy lo hết rồi. Về chí đi quýnh lộn rồi, về đang đi quýnh lộn rồi, kiểu gì ăn này luôn đi đâu bỏ phí gì đâu. Tiền không á đâu ông nội, đâu vậy ba, đâu vậy ba, về bay về lết lết, từ từ tao mới biết chỗ tao đánh nội, bỏ đâu bỏ, quýnh lộn mà bỏ gì, đang đi chơi quýnh lộn mà cứ bỏ, quýnh lộn mà cứ bỏ, ui về đâu mà về, hai đứa đây mà về vậy tao quýnh, tao quýnh hàng say rồi về. Ui cái này chơi không được, cái này chơi không nổi thiệt, ba đứa chết lẻ hoài, chết lẻ đâu chết lẻ, người ta còn sống mà chết lẻ đâu, mấy này nó hư bi quen quá, người ta vậy mà người ta chết lẻ, kêu nó là chết chùm. Tập hợp lên nè, hẹn được lắc hậu thôi chết đó. Trời sông xanh cỏ rộng gì nó ngậu rồi, xong hiểu rồi hen, full đồ hiểu rồi. Quýnh dữ gì, quýnh dữ gì. Ô, má người quý ghê. Nó hay à. Mẫu này à. Xin con bùi xanh. Về. Chị lẹ. Hết vô. Nậu nó bắn tôi chết. Thì tự nậu về cái ba ơi. Mà mua tham quá. Nó có chặn 20 phút luôn, nậu quýnh nãy giờ chưa thắng. Quýnh chặn này dai dữ chứ. Giờ muốn giết nó phải không? Để anh. Tới giờ mình sẽ lên đủ đồ chơi, rồi nó muốn gì mình thấy nó đó. Mình thấy nó rồi đó, mình thấy cái mùi thua của nó rồi đó. Nói đó thì nó không có làm gì được chứ. Đúng rồi, chạy tới chạy lui vậy rồi. Núp lên núp. Tao quýnh gì kia núp. Quýnh nào quýnh núp. Sao lính nhiều vậy?
con gian không mà đụng lính dữ như trời. Quýnh đợt là đợt thứ ba đó ông nội. Quýnh dữ vậy. Quýnh đi cho ba đợt lính rồi đó, lần ra lần đợt thứ bốn rồi. Ồ, bể nhà rồi ông nội, lo. Dễ dễ kiếm mình luôn. Kiếm mình luôn. Chơi mình luôn á. Tiếp tao ơi. Tiếp tao. Dài. Lui. Nãy mày kêu tao rút lui rồi tao kêu mày không rút. Ép quá ép. Hay quá ta. Dứt nó luôn không? Rồi thì nó dứt ngược là cái gì? Ồ hay ha. Hiểu rồi. Rồi trận này hai mấy phút luôn nội ơi. Trận này quýnh nãy giờ không muốn hết pin thoại luôn. Chưa hết, chưa thắng. Xui xui thua ngược chứ. Giờ bắt ổng mình nó chạy ngược lên rồi. Giờ nó đâu dám chơi mình đâu, tụi mình đủ đồ rồi mà. Mày bắn ông nội mày bắn tao mà chịu chụp vô mấy cục cất vậy đúp đây nè đúp đây heo này đúp đây là đây không biết đâu ngồi xong ngủm của tối chào rồi từ 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 thôi từ từ bể chủ rồi về về hay lính còn lính sao về lính sao về hốt con lính này mình nghĩ gì đâu. Yes bắn nó đi bắn thoải mái vậy mà giáp tông giáp đầy mà giáp thủng nhà đi nó ngộ tôi về nó tôi lên cái nó chết à con lính ấy còn nó bự mà muốn giò vô nội ơi nghe đoán đúng mình á. Cứ mà giờ này mà đánh gần ba nửa tiếng hồ mà chưa đánh từ từ không nổ luôn dám lên đâu mày giờ tao đâu có ngán mày đâu không có ngán mày ôi chứ thiệt chứ. Ôi cho tao ké vậy. Xịt dầu luôn, xịt dầu luôn, xịt dầu. Lính giết nó chết. Trời hên, nó chưa chết luôn rồi. Lính viên nó chết rồi tôi nói lính viên nó chết mà nó không chịu. Lính viên nó chết nhưng mà tôi được hưởng tại tôi quýnh nhiều sát thương quá nãy giờ nó bắn rồi không bắn được nhiều lắm mà bắn tôi cũng khét tiếng lắm á biết ăn thà không ăn luôn thà. Ê, chết tôi quan rồi xong luôn không nhậu luôn tôi biết núp mẹ qua dọn lính đây dọn lính đi một đứa qua dọn lính nghe thì qua dọn lính đi cho lên rồi xong kết thúc gián đấu nhưng mà nửa tiếng nội đâu rồi nó đâu rồi đâu nó nhiều rồi nó 76 rồi. Nó 76 rồi mọi người. Nó 76 nha. AD của nó 76 rồi. Cái giáp dày dữ rồi. Nó xanh rồi. Nó lên đồ full đồ rồi. Tôi dư 4 cái mấy vàng để tôi đổi đồ chơi các bạn. Tôi đổi đồ chơi cái nhà.
rồi tôi lại đổi đồ chơi, tôi chơi với nó. Để tôi đổi đồ chơi, tôi lên tôi chơi cái nó. Má hàng mày quýnh tới giàu quá. Hàng mày quýnh tới mua mít luôn. Nó cũng hay á. Tôi đổi đồ chơi là tôi chơi với nó. Sao tôi quýnh mấy lính mà nó không thấm chút nào vô ta. Nghe mày nhạo vô đây kiếm ăn. Nó giết tao rồi. Quỷ độc là bò luôn các bạn. Về coi. Giờ mình mà húp nó một cái là phải là nửa cái máu. Mà mình húp nó phải là nửa tiếng nó mới chết. Căng chứ. Ok. Phải lên về nè ông ta. Nếu phải nó như vậy này nè. Khó. Ăn về chỉ có ăn chim thôi. Ăn chim làm con mắt. Cây số xong tụi bay hiểu rồi. Về người dễ cái lên lãng quạn là khu người cứ nghe đơn giản đâu, chặn mày quýnh nửa tiếng mộng rồi. Tập trung đi, đừng có đi lẻ nữa mọi người à. Tôi giàu lắm rồi. Má nó bắn trúng đầu. Hát máp gì vậy nội. Rồi xong hiểu. Bắn là dè, bắn trúng nó lao cái này. Bắn cái mẹ nó. Đồ mơ. Thử cái mày. Tao không tin ông giết được mày. Hồi chút máu má ra không? Thôi chết rồi. Quynh cái quần què, Quynh còn có nhí máu. Giết được nó nghe mọi người. Hồi méo tao lên lụm mày nè. Lên. Lui về xíu rồi. Lui về để tao lên. Tao kêu lên từ tao. Tao giết được do là mừng lắm. Không cái gì mọi người, tôi mày để tôi chỉ đó. Yeah.
theo gì mày, nhiêu mày theo nhiêu thôi, 29 ông nậu thôi, cái còn lại gì chứ, bắn được bắn quề à, dí nó bao dây nó dứt AD nó mẹ, biến đi, tao biến mày sống nó đi, mày còn sống hả, còn sống hả còn sống gì, đẩy vô đi, đẩy tao vô tôi chết gì, đẩy đi nửa tiếng luôn, quýnh chặn nửa tiếng cao việc chứ, toàn dân cao thủ không.